Chiều nay xong nhỉ? Dạ. Chiều nay xong nhỉ? Chiều nay xong tường nhỉ? Chiều nay xây xong rồi đó. Mai nghỉ ngay chứ, hai chủ nhật là cây đây đúng không? Tính nghỉ rồi, mai không có tiền lấy nghỉ lên cây, nghỉ có tiền tiêu chứ, hà đó mày. Chù à. Nghỉ không có tiền, nghỉ lên cây, ai mê lòm. Hay đó. Ông. Trộn ra lên đây cho khỏe. Tè xem tè đâu. Cái thép. À tè ra. Dưới này chưa tè đang. Đang gọi gạch tiếp. Mình gạo luôn hết gạch. Mày cái thằng nó hết gạch. Cái thằng này nó hết gạch. Được gì đâu, gì không. Tại nó còn mấy thằng gạch nữa đó, chú ơi. Thì nó còn mấy thằng gạch. Gạch đá rỗng á. Đó. Đây lạnh. Ở dưới xá hồn đúng không? Ở trên cửa sổ xá hồn là mấy hồn ngon đấy. Mấy hồn ngon.